Lột máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha Hôm nay thì cửa hàng chúng em có mấy con máy cắt cỏ đang bán xả thanh lý cho anh em Anh em nào mà có nhu cầu muốn đặt hàng và mua hàng nhá Thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng nha Qua đường dây số điện thoại 0354392929 Số đó thì em đã để ở dưới màn hình rồi đấy ạ Hoặc là anh em nào mà có sử dụng Zalo thì kết nối qua Zalo cũng được nha Số đấy thì em có sử dụng Zalo luôn Đấy và trong lô ngày hôm nay thì đánh dấu là lô chữ E E1, E2, này, E3, E4 có bốn con máy cắt cỏ anh em nhá và trong đấy là có hai con máy E1 và E2 hai con này là hàng Nhật bãi này đó và hai con máy E3 và E4 là hai con máy này là máy mới 100 anh em nhé hàng của Việt Nam mình gia công và lắp ráp đấy lắp ráp tại ngoài Bắc Ninh đấy ạ đó hai con máy E3 và E4 và anh em đặt hàng của bên em ạ thì cửa hàng chúng em không cần phải cọc trước nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm nha hàng tới kiểm tra đúng máy như trên video của hàng chúng em quảng cáo thì anh em nhận hàng và thanh toán cho người giao hàng thôi là được Đấy và anh em chỉ cần để lại địa chỉ thì cửa hàng chúng em thì có giao hàng toàn quốc nha Nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm Anh em hiểu hình thức đặt hàng và anh chung của bên em chưa ạ Đấy em tại sao mà em đánh dấu cái tư là, cái chữ E này đây E1, E2 này để cho anh em đặt hàng cho nó dễ dàng anh em nhé Ví dụ là anh em ưng con này đúng không Nhưng mà không biết tên con máy này là con gì Thì bảo là anh muốn chốt con E1 chẳng hạn này Hoặc là anh muốn chốt con E2 chẳng hạn này Đấy thì cửa hàng chúng em biết và đóng hàng gửi đi cho anh em Đầu tiên con E1 giá 900 ngàn Đấy đây có cái dán cái tờ giấy lên đây này 900 ngàn nha Đây là giá thành của cây máy hết này có báo giá hết trên video rồi nha Và giá này thì đã bao ship cho anh em tới tận nhà rồi Và riêng con E1 này thì nếu mà anh em lấy Sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao Và một cái dây đeo Đấy, là con E1 anh em nha Giá 900 ngàn, cực kỳ rẻ luôn Hai con này là hàng của Nhật Nhật Bãi Nhật Bãi con này thì nói chung là công suất nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha anh em nha hoặc là cắt bừa ao đồ linh tinh nhé anh em nào mà ở ngoài bắc cái hoặc là anh em nào mà uh, ít xài máy cắt cỏ nói chung là lâu lâu mới bỏ ra cắt chơi chơi ấy, thì con này rất là phù hợp nha con này thì công suất con này thì nó nhỏ nhỏ thôi anh nha công suất là 32 cc về phù hợp cho anh em phát dao thôi nha chứ nếu mà con này thì phát cước không có được này anh em còn nếu mà anh em nào muốn phát cước kìa thì anh em hãy lựa cho em con e3 và con e4 kìa hai con máy nóng cực kỳ to để cho anh em chuyên về đập phát cước anh em nhá và xài chuyên nghiệp rồi con này thương hiệu đến từ thương hiệu Tananka công suất nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Đây, máy móc tình trạng liền mạch đẹp anh em nhé. Rồi, đây, tay ga nguyên zin của nó hết này, hệ tay ga của nó đây nhá. Hàng của Nhật bãi đấy ạ. Vâng, công tác thì để bên trên này, chữ O là tắt, chữ Y là nổ này. Rồi đây. Phần cân. Đây có uh, chắn cỏ đầy đủ nhá. Đầu bò đây của nó đây anh nhá. Rồi. Con này giá 900 000 con này thì về cho anh em về sử dụng cắt cỏ đồ linh tinh thôi anh em nha. Phát sao là chủ yếu. một giá 900 ngàn Rồi qua con E2 này Thanh lý tiếp cho anh em luôn Con này đến từ thương hiệu Echo Hàng của Nhật Bãi nha Nhưng mà con này nó là hệ Echo hệ đầy mới cả hai chúng em đang bán với cái giá hai củ khoai thôi anh em Đó 2 triệu đồng bao ship với tận nhà cho anh em nha Riêng con E2 này anh em lấy hàng Sẽ được tặng kèm cho anh em là một con dao một cái chắn cỏ một cái dây đeo và bao ship đến tận nhà cho anh em luôn À và có thêm cái tip mở buji và cái tô vít chỉnh đấy anh em nhá lấy con E2 sẽ được tặng kèm bằng đấy thứ và con này thì nó là hệ chủ giật trợ lực anh em nha chủ giật trợ lực cái con E2 này thì công suất to hơn cái con E1 này anh em đó con này thì công suất to hơn nha con này thì công nòng của nó là 34 mm và công suất của con này nó là 26 cc so với máy cắt cỏ mà Mitsubishi mà anh em là hay hay am hiểu về cái dòng nhật bãi đấy ạ thì cái con này thì nó tương đương với lại là cái con Mitsubishi TL26 anh em nhá đấy công suất nó ngang ngang nhau nên là anh em cân nhắc anh em nha Nếu mà cảm thấy phù hợp cho gia đình mình Thì hãy đặt hàng con E2 này đây Con này nó là hệ đời mới Nên là đến nữa hỏng hóc sửa chữa Rất là dễ dàng thay thế phụ tùng luôn anh em Ở đâu cũng có luôn anh em nha Con này tích hợp trục giật trợ lực này Đó Hàng máy móc nguyên zin nguyên bản nha Bộ chế nguyên zin này Rồi Con này là tum là hệ tung liền anh em nha Đấy Hệ tum mà tum nhôm luôn nha Chứ không phải tung nhựa anh em nha Nên là nó cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn đây là phần đây, tay ga của nó đây. Rồi con này là hệ tay ga đẩy, nếu mà anh em có nhu cầu lên tay ga bóp thì cả chúng em vẫn lên tay ga bóp hoàn toàn miễn phí cho anh em. Đó. Anh em chỉ cần thông báo cho cửa hàng chúng em là anh muốn chút con E2 nhưng mà lên tay bóp cho cửa hàng cho e cho anh là cửa hàng chúng em sẽ lên hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Con này thì có đây, công tác ở đây gạt xuống là tắt này gạt lên là nổ này. Rồi đây phần nằm đầu bò của nó đây. Nguyên gì nguyên bản hết anh em nha. Đó, con này thì chưa ráp chắn cỏ nên là anh em lấy thì sẽ tặng kèm cho anh em thêm cái chắn cỏ nữa. Và bằng đấy phụ kiện như đầu video cả ừ. hai chúng em đã nói rồi. Rồi rất test nổ cho anh em nghe qua nha. Con này được tích hợp chủ giật, giật lực nên là giật rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Cân nặng thì con này chắc chỉ tầm khoảng 3 4 kg thôi, rất là nhẹ anh em nhá. Rồi con này thì phụ nữ cũng có thể xài được luôn anh em nhá. Đó, anh em thấy không? Kéo kéo giật trợ lực rất là nhẹ nhàng. đúng anh em đây đây chân chống hệ chân chống này có chân chống đầy đủ nha anh em nhá đây tem mát của nó đây mét in japan này hàng cam kết chuẩn zin đẹp 100% anh em nha những con này hiện tại ở ngoài cửa hàng ấy, thì nó đang bán phải tầm khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu tư luôn nhưng mà cả chúng em thì bán thanh lý cho anh em giá 2 triệu đồng anh em nha cam kết nguyên zin 100% rồi và nếu mà anh em nào không thích hàng cũ không thích hàng cũ nha thì lên sóng cho anh em hai con hàng mới Giá thì lại cực kỳ rẻ cho anh em đấy Cực kỳ rẻ con E3 chỉ 1 ,6 triệu 6 thôi Con E4 thì chỉ 2, ,2 triệu 2 thôi Nhưng mà con này thì công suất là cực kỳ to nha Như con E4 này thì công suất của nó lên đến 40ml đường kính chai bít tông nhá Và con này thì công suất lên đến 36ml Đấy nhầm thấy không To khỏe để chuyên về sử dụng phát cước và sử dụng gia đình chuyên nghiệp đây Riêng anh em lấy con E4 và con E3 Sẽ tặng kèm cho anh em là 5 món phụ kiện anh em nhé đó là một con dao một ổ phát cước một chắn cỏ một bộ đồ nghề và một dây đeo năm món phụ kiện kèm theo riêng anh em lấy con e 3 và con e 4 và hai con này sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà cho anh em luôn giá thành thì đã nói rõ ở trên video rồi vô triệu sáu và hai triệu hai con này thì nó được gia công và lắp ráp tại bắc ninh đấy và con này nó là hệ tum là tum rời hết anh em nha tum là tum rời hết này Đấy, nên là phần cần thì và phần máy có thể tháo rời được ra luôn anh em. Và nếu mà anh em ấy à, đến nữa có nhu cầu không sử dụng máy cắt cỏ nữa về muốn chế cháo ra máy phát điện, máy bơm nước đồ linh tinh thì lấy cái phần cục máy này ra thì rất là dễ dàng anh em nhá. Đấy, mà con e 4 kia cũng thế và con này thì để chuyên cho anh em về sử dụng phát chuyên nghiệp này anh em. Và chúng em bán cho các khách ngoài à, để chuyên người ta về sử dụng chuyên nghiệp luôn. Con đầu tiên là con e 3 là đến từ thương hiệu Fukiwa. FVK330 công suất 33cc và con này là Hukama 541 công suất 41 cc có chụp giật trợ lực nha. Con này thì con E4 là có chụp giật trợ lực và con E3 thì không có chụp giật trợ lực nhưng mà con này thì nó là nồi đồng cối đá luôn anh em. À, chân chống hệ chân chống sát này, con này cũng chân chống sát này. Anh em nhìn thấy chưa? Đó, tay ga hệ tay ga là tay ga bộ hết anh em nhá. Tay ga bộ. Đó, quay chi tiết cho anh em luôn. Anh em lấy hai con này nếu mà anh em vào về sử dụng ít thì lấy cho em cái con E3 còn nếu mà anh em nào về rẫy nương nhiều hoặc là anh em về sử dụng chuyên nghiệp, muốn khỏe thì lấy con E4 anh em nhá. Rồi giật kết nổ cho anh em nghe qua. ống cần con này là ống cần 28 nha con kia cũng ống cần 28 luôn phần cù mà anh em nhìn phần cùng cùng cần này được thiết kế rất là chắc chắn luôn anh em nhé đó rồi để anh em giật con e4 cho anh em nghe qua nữa ai à, con này thì nó là siêu trưởng siêu trọng luôn anh em nhé anh em nào mà có nhu cầu về sử dụng chuyên nghiệp này rẫy nương nhiều nha hoặc là đi phát thuê phát mướn này với cái giá thành như thế này thì nếu mà anh em nào mà có nhu cầu về phát thuê ấy, em nghĩ là chắc tầm khoảng tuần là anh em lấy lại vốn được cây máy thôi em nghĩ chưa đến tuần đúng không anh em rồi giờ test nổ nhá chụp giật trợ lực con này thì nó là thương hiệu 541 nó nó thiết kế giống như kiểu là dòng Humana 541 đây anh em nó lấy ý tưởng như thế và con này thì giá thành thì rẻ hơn 1 phần ba luôn anh em nhá riêng con Humana thì bây giờ nó phải nếu mà anh em mua vào ấy, thì nó phải tầm khoảng hơn 6 triệu rồi nhưng mà con này thì cửa hàng chúng em bán giá thanh lý cực kỳ rẻ cho anh em luôn về anh em phát tuần là lấy lại được vốn rồi và dòng này thì nó không hề hao sang anh em nhé nên là anh em hoàn toàn yên tâm bởi vì em bán rất là nhiều rồi và em đã hỏi khách hàng sử dụng người ta người ta đã nói là hết tầm khoảng nếu mà phát giao hết tầm khoảng 2 lít đến hơn 2 lít sang tí thôi còn mà phát cước thì tầm khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít nha tùy anh em phát như thế nào nữa ngon lành nha anh em nhá. Tay gà bộ này. Đó được thiết kế rất là tỉ mỉ đúng không anh em? Đó, rồi anh em nào mà có nhu cầu liên hệ muốn mua một trong bốn con máy cắt cỏ này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhá. Ê, anh em ở đâu thì em cũng có thể ship được hết tới toàn lãnh thổ Việt Nam luôn anh em nhá. Từ ngoài Tây Bắc xuống dưới tít Cà Mau có thể ship được luôn anh em. Ra biển đảo có thể ship được hết anh em nhá. Rồi xin chào toàn thể anh em hẹn anh em những video tiếp theo.